Bây giờ là 11 giờ khung thời gian dành cho an ninh cận cảnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, nơi cập nhật những thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội đáng quan tâm trong 24 giờ qua. Tôi là Phương Thanh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa này. Ngày 18 tháng 6, nghi phạm Trần Hữu Côn, 59 tuổi, liên quan vụ việc chích điện giết cháu ruột đã bị bắt khẩn cấp tại khu vực ngã tư Hòa Bình trên tuyến quốc lộ 10, đoạn qua xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Theo người dân, nghi phạm này lãng vảng tại khu vực ngã tư Hòa Bình từ sáng với ý định chờ bắt xe khách đi vào phía nam tẩu thoát. Khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 6, một người đàn ông đi qua thấy người này có đặc điểm giống nghi phạm mà công an đăng tin truy tìm nên đã hô quán để người xung quanh cùng giữ lại. Thấy bị lộ, cô lao nhanh lên chiếc xe khách vừa đi tới nhưng đã bị những người lái taxi sơ ôm ở khu vực kịp thời ngăn chặn, khống chế. Nhận được tin báo, lãnh đạo công an xã Đại Thắng cùng cán bộ chiến sĩ khác tức tốc phóng xe máy đến hiện trường, xác minh nhanh thân nhân và đưa nghi phạm về trụ sở để bàn giao bằng chuyên án. Khi bị bắt, Côn tỏ ra bình tĩnh, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, người đàn ông này cho biết do mâu thuẫn đất đai nên đã chích điện giết chết cháu ruột của mình là Trần Công Nguyên, 32 tuổi, Ngày 18 tháng 6, công an Bình Phước đã phối hợp công an thị xã Phước Long khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra trên đường tỉnh 759, đoạn thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 6, người dân địa phương bất ngờ phát hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường tỉnh 759, đoạn thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình. Sau hỗn chiến, hai nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này có hai thanh niên đang nằm trên đường. Người dân đã gần kiểm tra thì phát hiện một người đã tử vong, một người bị thương nên đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là NHT, nam 31 tuổi, ngụ thị xã Phước Long. Người bị thương đang được cấp cứu, chưa rõ tên tuổi, Hiện công an Bình Phước đang khẩn trương truy xét các nghi can liên quan để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương. Cũng tại Bình Phước, ngày 18 tháng 6, công an huyện Phú Riềng đã tạm giữ một xe ô tô đầu kéo cùng tan vật gồm hơn 6 tấn chất thải để điều tra làm rõ hành vi đổ chất thải ra lô cao su tại thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 6, người dân phát hiện một chiếc ô tô kéo theo rào mốc đang đổ trộm chất thải trong lô cao su của người dân tại thôn Phú Dinh, xã Phú Riền nên đã báo công an. Nhận được tin báo, công an xã Phú Riền phối hợp phòng tài nguyên môi trường huyện Phú Riền do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bình Phước đến hiện trường kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra, công an xác định ông VVQ 33 tuổi và bà HTNL 38 tuổi cùng ngụ tỉnh Bình Phước đang xả thải hai bao tải trên xe xuống lô cao su. Phía sau trò mốc có 10 bao tải màu trắng, bên trong chứa chất thải rắn. Bà L khai nhận số chất thải trên là tro và phế liệu đốt lò của một công ty có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương cho bà để bón cây cao su. Qua xác minh ban đầu, xác định số chất thải trên gồm tro thang, xà bần, dược liệu xây dựng, mảnh nhựa với tổng trọng lượng hơn 6 tấn. Công an huyện Phú Riềng đã tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc xe đầu kéo đổ trộm chất thải ra lô cao su. Còn tại Đồng Nai ngày 17 tháng 6, Công an huyện Nhân Trạch đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Sĩ Sơn, 40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, năm 2019, Sơn có quan hệ tình cảm với chị TTMT, 23 tuổi, quê tỉnh Bình Định. Quá trình quen nhau, sơn đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh nhạy cảm của chị T. Đến tháng 6, 2020, chị T về quê sinh sống nên đã nhắn tin chia tay sơn. Vì muốn nếu kéo tình cảm nên sơn đã dọa sẽ gửi video và hình ảnh khỏa thân của chị T lên mạng xã hội. Lo sợ nên chị T đã làm theo yêu cầu của sơn gặp và xóa các hình ảnh, video nhạy cảm. Tuy nhiên sau đó sơn đã khôi phục video và ba tấm ảnh nhạy cảm của chị T. Thời gian sau, Sơn tiếp tục gửi hình ảnh và dọa, nhưng chị T không trả lời. Đầu tháng 6 2023, Sơn gửi hình ảnh nhạy cảm của chị T đến Facebook của bạn bè chị T, rồi yêu cầu chị T phải đưa 15 triệu đồng cho mình. Ngày 11 tháng 6, chị T đã chuyển cho Sơn 5 triệu đồng, vì còn thiếu tiền nên Sơn tiếp tục yêu cầu chị T gặp và đưa số tiền còn lại. Ngày 13 tháng 6, Sơn bị lực lượng công an đồn khu công nghiệp Nhân Trạch bắt quả tang khi đang nhận 5 triệu đồng của chị T tại cổng công ty ca khu công nghiệp Nhân Trạch 6. Ngày 18 tháng 6, công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hoạt, 27 tuổi, ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về tội cướp tài sản. Trước đó, hoặc điều khiển xe mô tô che biển kiểm soát mặc áo chống nắng, đeo găng tay, khẩu trang vào cửa hàng vàng NT ở khu Đông Dương, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và hỏi mua vàng. Khi thấy chủ quán sơ hở, đối tượng dùng bình xịt hơi cay, xịt trực tiếp vào mắt chủ quán và cướp đi 5 chỉ vàng rồi lên xe tàu thoát. Sau khi cướp được số vàng trên, Hoạt mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn huyện Thuận Thành bán được hơn 27 triệu đồng rồi lấy xe quay lại phòng trọ ở phường Dân Dương, thành phố Bắc Ninh. Đối tượng đã dùng số tiền đó đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Bắc Ninh đã nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoạt khi đang lẫn trốn tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị, gần 17 giờ hôm qua, 18 tháng 6, xe container loại 40 feet chạy trên đường tỉnh 743 hướng từ ngã tư 550 ra cầu vượt sóng thần. Khi đến đối diện Bệnh viện Quân đoàn 4 thuộc phường Bình Quà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì bất ngờ phát quả ở phần đầu xe. Ngay lập tức tài xế tắp xe vào lề, rồi dùng bình chữa trái mini dập tắt nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên cháy lan rộng ra, rồi bao trùm cả phần đầu kéo nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương điều hai xe nước tới hiện trường và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa sau đó ít phút tuy nhiên phần đầu kéo đã cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt công an thành phố thuận an tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân được biết trong thùng xe chở hàng chục tấn viên củi nén đang từ tân uyên đi cảng cát lái cũng trong hôm qua 18 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu khoảng 16 giờ 45 phút ngày 17 tháng 6, MTTH tên gọi tắt 16 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, điều khiển xe máy biển số 64B2-61173 lưu thông trên quốc lộ 53 theo hướng từ Trà Vinh về Vĩnh Long. Khi đi đến đoạn km 38 900 thuộc địa phận xã Trung Ngãi, huyện Dũng Liêm, H bất ngờ tự té ngã xuống đường và gia chạm vào xe tải biển số 84C 06857, chở trụ bê tông do anh Lê Văn Linh Tê, 28 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh, điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm em H tử vong tại chỗ. Tin quốc tế, Thưa quý vị, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra hôm qua giữa một xe buýt liên tỉnh chở 18 người và một xe tải tại tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Vụ tai nạn xảy ra vào buổi trưa theo giờ địa phương khi xe tải đâm vào xe buýt chở khách tại một khúc cua trên đường 5 ở Yakumo, phía nam Hokkaido, 17 người đã được đưa tới bệnh viện sau vụ tai nạn. Đến nay đã có 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, bao gồm tài xế của cả xe tải và xe buýt cùng 3 hành khách trên xe buýt. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy xe tải đã đâm trực diện vào xe buýt, khiến phần đầu của cả hai xe được biến dạng. Theo nhà điều hành xe buýt, xe gặp nạn nạn 18 hành khách đã rời Sapporo vào buổi sáng và đang đi về phía nam đến Hakodate. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Thưa quý vị, ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi cơn bão nhiệt đới quét qua bang Rio Grande do Sul của Brazil cách đây vài ngày. Cơn bão cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng ngàn người dân tại bang miền nam nước này. Cơn bão đã gây ra những trận mưa to gây ngập lụt tại một số thị trấn trong bang. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Kara, có tổng số dân hơn 8.000 người. Nhiều người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng đã phải trú ẩn tại các cơ sở thể thao ngoài trời. Chính quyền địa phương đang cảnh báo những nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở một số khu vực. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy bay trực thăng để tìm kiếm một số người mất tích còn lại tại các khu vực bị ngập lụt. Giới chức địa phương cũng cho biết thêm đã thực hiện 2.400 cuộc giải cứu trong hai ngày qua, trong đó tập trung vào việc giải cứu những người bị mắc kẹt, Đến dậy những người mất tích và cung cấp mọi sự hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng. Những năm gần đây, lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và vật chất thường xuyên xảy ra tại Brazil. Cô bản tin sẽ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An Ninh Cận cảnh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa mai cũng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.